Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Đin đến từ sàn ô tô Mỹ Đình. Đơn vị bên em là đơn vị chuyên cung cấp mua bán trao đổi những chiếc xe cũ lướt đã qua sử dụng, đặc biệt là những chiếc xe siêu siêu lướt. Bên em sẽ săn bằng được về để phục vụ quý anh chị. Với phương châm bán hàng là mang xe tốt đến tay người dùng, thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cập nhật giới thiệu cho quý anh chị những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Nếu như có nhu cầu chiếc nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em. Em sẽ tư vấn cụ thể và đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho mọi người nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng xe một cho mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai. Một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2021, model 2022. Phiên bản máy xăng Premium bản cao cấp nhất. Ngoại thất là màu đỏ, nội thất là màu đỏ đen hai màu. Chiếc xe lăn bánh đúng 9.000 km, cực kỳ mới, cực kỳ lướt. Hiện tại trong hãng đang không có xe giao ngay và đến ngay địa chỉ sàn ô tô Mỹ Đình để xem xe, lái thử và cảm nhận nhé mọi người nhé. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 348 triệu đồng và có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp ạ. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe siêu siêu lướt, một chiếc xe model mới nhất và sản xuất năm 2022, đó chính là chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy dầu, động cơ 2.0 bản đặc biệt, đúng 3.700 km nhé mọi người nhé. Hyundai Tucson máy dầu 2022, sản xuất 2022, vừa mới lăn bánh được 2 tháng thôi, màu đen, nội thất đen, 3.700 km thì chẳng khác gì một chiếc xe đang nằm trong hãng cả. Và hiện tại chiếc xe này mang biển số thành phố, em đang chào bán chiếc này với giá là 1 tỷ 215 triệu đồng. Tất cả xe bên em bán ra đều cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý minh bạch, rõ ràng, sang tên chính chủ. Tiếp đến là một chiếc xe cơ bắp Mỹ, một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2019. Phiên bản EcoBoost, động cơ 2.3, màu đen, nội thất đen. Và chiếc xe lăn bánh đúng 3 vạn km thôi, cực kỳ mới, tất cả dàn lốp theo xe nguyên bản, sơn xi còn rất là mới ạ. Xe mang biển số thành phố, chiếc xe này em đang chào bán với giá là 1 tỷ 898 triệu đồng mọi người nhé. Rất nhiều những mẫu xe hot đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Tiếp đến thì em có một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Đức, một chiếc xe thể thao mạnh mẽ, cực kỳ cá tính, đó chính là chiếc Porsche Cayenne sản xuất năm 2014 và lăn bánh lần đầu là 2015. Xe được dán quáp màu trắng, nội thất nâu, cực kỳ đẹp. Xe lăn bánh đúng hơn 4 vạn km thôi, biển số thành phố. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 2 tỷ 480 triệu đồng. Phía trong đây còn rất nhiều những cái mẫu xe SUV 5 chỗ, 7 chỗ. Tiếp đến là một chiếc Hyundai Santa Fe màu đen, phiên bản máy dầu cao cấp, sản xuất năm 2021 và xe lăn bánh đúng 1 vạn 7 km. Màu đen, nội thất hai màu. Rất là mới và chất ạ. Xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản nha mọi người nhé. Và tất cả những chiếc xe siêu siêu lướt thì sẽ săn bằng được về để phục vụ mọi người. Hiện tại chiếc Hyundai Santa Fe 2021 máy dầu bản cao cấp này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 510 triệu đồng. Còn bên cạnh chiếc Hyundai Santa Fe, đó chính là chiếc xe đàn em Hyundai Tucson. Hyundai Tucson sản xuất năm 2021 bản tiêu chuẩn, màu đỏ mận, nội thất kem và xe cực kỳ mới, 2 vạn km thôi. Chiếc xe này mang biển số tỉnh, em đã rút hồ sơ rồi. Hiện tại em đang chào bán với giá là 829 triệu đồng. Đến với một mẫu xe 7 chỗ tiếp theo, một chiếc Mazda CX-8. Sản xuất năm 2020, màu đỏ pha lê, nội thất màu đen và xe lăn bánh được 2 vạn km thôi, cực kỳ mới, tất cả xe bên em bán ra đều cam kết km chuẩn nha mọi người nhé. Đó, Mazda CX-8 2.5 Premium bản 1 cầu, đỏ pha lê 2020. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 025 triệu đồng. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2021, phiên bản cao cấp nhất 2.0 biturbo 2 cầu, hộp số 10 cấp, màu đen, nội thất đen, biển số Hà Nội và lăn bánh đúng 2 vạn km. Rất rất mới nha mọi người nhé. Máy dầu thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi.
Ford Everest 2021 2.0 biturbo 2 cầu bản cao cấp nhất, trang bị rất nhiều option. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 390 triệu đồng, có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp ạ. Còn phía trong đây là chiếc Sorento em đã nhận cọc. À không, chiếc xe này đã phun tiền và ra biển rồi. Hiện tại thì khách đang chờ ngày đẹp để lấy xe thôi. Tiếp tục đến với những mẫu xe tiếp theo. Em có một chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2019 phiên bản 2 cầu. Bản cao cấp 2 cầu. Động cơ 2.5 2 cầu đấy ạ. Màu trắng, nội thất đen, biển số tỉnh. Xe lăn bánh được 3.9 km, còn rất là mới và chất nha mọi người nhé. Mazda CX-5 2 cầu 2019 2.5. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 865 triệu đồng. Ở đây em có thêm một cái mẫu xe nữa, một chiếc xe phiên bản 5+2 chỗ Mitsubishi Outlander. Xe được sản xuất năm 2021 và lăn bánh rất là ít. Lên rất nhiều đồ chơi rồi nha mọi người nhé. Đèn pha cực kỳ ngầu, la răng cũng sơn đen thể thao rất ngầu rồi. Nóc đen rồi nha mọi người nhé. Mitsubishi Outlander 2.0 CVT sản xuất năm 2021 đang được chào bán với giá là 789 triệu đồng. Tiếp đến em có thêm một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Mercedes, đó chính là chiếc GLC 300 Formantic sản xuất năm 2017. Ngoại thất là màu xanh, nội thất là màu kem. Phiên bản có bóng hơi nâng hạ gầm, cam 360 độ, cốp điện, đá cốp, loa boom. Và xe lăn bánh được 5 vạn mai. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 580 triệu đồng. Có thương lượng thì đến xem xe trực tiếp. Hiện tại trên đường về bên em đang có những chiếc xe như sau. Hyundai Kona 1.6 Turbo màu đỏ, nội thất đen, sản xuất năm 2019 và lăn bánh đúng 2 vạn km. Với giá bán là 668 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc Ford Ranger 2.0 biturbo sản xuất năm 2019 màu trắng, lăn bánh đúng 4 vạn 1 km, biển số Hà Nội, đang được chào bán với giá là 860 triệu đồng. Ngoài ra thì bên em có một chiếc Mercedes GLB 200 sản xuất năm 2021 siêu lướt 7.000 km, với giá là 1 tỷ 999 triệu đồng. Rất nhiều những cái mẫu xe nữa đang được vận chuyển về sàn ô tô Mỹ Đình nhé mọi người nhé. Vừa rồi là toàn bộ những chiếc xe gầm cao 5 chỗ, 7 chỗ, những chiếc xe siêu siêu lướt đang còn tại sàn ô tô Mỹ Đình. Quý anh chị có nhu cầu chiếc nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em Nam Bin để em có thể tư vấn và hỗ trợ với giá ưu đãi nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong những thời gian qua.